Nè, em đố anh nha, làm sao mà anh lấy ra quả bóng này ra khỏi cái ly này được? Lấy quả bóng ra khỏi cái ly được. Đúng rồi. Lấy thì lấy đơn giản rồi đấy, nhưng mà có tí gì nó bôi trơn thì nó không ra được. Hôm nay em đã chuẩn bị cho anh này 2 triệu luôn, 4 tờ polymer thẳng bét luôn. Anh mà lấy được em cho anh 2 triệu. Mình có nằm mơ không? Có mơ không? Lấy quả bóng ra mà cho 2 triệu. Đúng rồi. Đẳng cấp. Ê, không được dùng tay nha, không được dùng tay vào quả bóng. Không được dùng tay vào quả bóng luôn. Không được dùng tay, không được đổ ra này á. Đúng rồi, không được dùng tay, không được đổ mà lấy ra được quả bóng. Đổ nước vào. Cũng không được dùng nước để đổ vào luôn. Không được đổ nước vào luôn, nếu mà anh đổ nước vào nó nổi lên là đúng rồi. Không đụng tay, không đụng nước, quả bóng ra ngoài. Tiền danh mà, 2 triệu của anh, đi thôi.